Fall of Loafers, Tom Dill. Azula. Azula? Yeah. Look at it. Where's mine? Well, look at mine. Cái hộp của trứng đó các bạn. Đó, bây giờ ít ba tên đấy, ít bóp đấy. Một lần mình sai ra. So over here for me, we call shit, it's not a crowd to. Then I've been inside. And at least the end of the middle of the end of my hair. Bring out the garden and about how worth more than thấy các bạn mình phải khi mà trong nhà trước bên đây thứ thứ năm nó vẫn còn trước đó các bạn nhà trước mình lấy cái này là cái hộp trứng các bạn hộp trứng mình vừa bỏ vô mình sẽ ngăn ra những cái nhỏ nhỏ như vậy thì mình sẽ được và mình sẽ bước vào phía trước và bước vào tàu phòng cuối tháng năm ở bên gia đình ra ngoài nó rất là vui lên vui lạnh như một tuyết không cảm ơn các bạn. Cái này khoảng có một tuần rồi này các bạn lên ca như vậy.